À, bài 1 cho mình chắc, bài 2 chống tay kéo gối và 3-5kg squat, bài 4 gập bụng tay sau đầu, bài 5 chạy gót chầm mông. Anh hô tập và tập ngưng là ngưng. Sẵn sàng chưa? Rồi, khởi động kỹ rồi đúng không? 3, 2, 1, vô chưa mình chắc. Đầu xoay quá. Trúng gì vậy? Thở tại lưng lại đó. Giờ nó chăm cái nắp liền. Làm hết hồn tưởng quẹt trúng gì. Rồi. Âu lên cái bộ. Đó, rồi, chống tay kéo gối. Có thời gian nghỉ đúng không? Có thời gian nghỉ. Chơi. 3, 2, 1, vô. Đúng rồi, trời ơi, kéo cao vậy. Ghê vãi. Kinh thế. Bình tĩnh nha. Còn 8 giây. Rồi. Tiếp theo là miếng tạ 5kg để squat. 2, 1, vô. Tốt. Rót vô mồm luôn á. Tốt, xuống rót sau. Ngâm. Rồi, gập bụng, tay sau đầu. Bây giờ 3, 2, 1, lên. Tốt. Ồ, bụng cao luôn, dữ luôn. Ngân, rồi. Rồi đứng ngang vậy nha, chạy gót chạm mông nha. Chơi. 3, 2, 1, vô. Chuẩn. Rồi, hiệp 1 hoàn hảo. Bốn, ba, hai, một, vô. Chúng mình chắc tốt. Rồi, chuẩn bị chống tay kéo gối. 2, 1, vô. Ngân. Rồi, 3, 5kg squat. 3, 2, 1, vào.
Rồi. Chạy gót chạy mông lần 4. 2 1 và ngon. Hít thở, chuẩn bị lần 5, lần cuối. 3, 2, 1, chuẩn bị chắc. Chống tay kéo gối, lần 5, lần cuối. 4, 3, 2, 1, và kéo hết cao luôn em. Go. Rồi, 5kg squat. 4, 3, 2, 1, go. Top. Go. Gập bụng tay sau đầu cuối. 4 3 2 1 3 Ngờ. Chạy gót chạm mông, hiệp cuối. 3, 2, 1, và mười giây nữa. Cao gót lên, chạm luôn mông luôn. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Ok. Do you want to know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Do you wanna know?